chiếc máy bay này gặp phải nhiễu động và va chạm với một ngọn núi. Một hành khách ở ghế sau cùng bị đẩy ra bên ngoài. Trong lần va chạm tiếp theo, máy bay đã mất hoàn toàn kiểm soát. Người đàn ông này điên cuồng tìm cách thắt chặt đai an toàn, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản bi kịch ập đến. Trong khoang chỉ còn một nửa hành khách, tuy nhiên tốc độ rơi vẫn không hề giảm. Tại thời điểm này, toàn bộ nhân viên đến hành khách đều sợ tới mức nín thở. Cuối cùng, máy bay đâm vào một tảng đá lớn và dừng lại, nhưng lực quán tính lớn đã kéo toàn bộ hành khách về phía trước, tạo ra một cú va chạm vô cùng mạnh. Không lâu sau, toàn bộ hành khách trên máy bay đều tỉnh lại, trong đó có cả một đội bóng bầu dục và người nhà của bọn họ. Mọi người bắt đầu giúp đỡ những người bị thương, nhưng số lượng quá lớn, mà người biết sơ cứu chỉ có cậu sinh viên y khoa Roberto này. Một hành khách trên tàu đột nhiên gọi Roberto lại. Cậu ta bị một thanh sắt ghim thẳng vào bụng. Đầu tiên, Roberto tìm cách trấn an cậu ta. Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau đó nhân lúc cậu ta mất cảnh giác, Roberto rút thanh sắt ra. Cũng may, vết thương không sâu lắm. Nơi máy bay tiếp đất là một núi tuyết, vì trời lạnh nên mọi người tranh thủ mặc thêm quần áo. Nhưng khi tới buồng lái kiểm tra, thì phát hiện cơ phó đã không qua khỏi. Còn cơ trưởng thì đang trong tình trạng hấp hối. Anh ta cầu xin mọi người dùng súng để kết thúc sự đau khổ cho mình. Nhưng chẳng một ai nỡ ra tay. Bọn họ muốn dùng bộ đàm để cầu cứu thì phát hiện nguồn điện đã bị ngắt. Xem ra hôm nay chỉ còn cách ở lại đây thôi. Đêm đến, nhiệt độ ở nơi này có thể hạ xuống mức âm 34 độ. Vì thế họ cần nhanh chóng tìm chỗ tránh rét. Những người sống sót phát hiện ra rằng bọc ghế có thể được sử dụng làm chăn. Họ vào bên trong máy bay và cuộn tròn bên cạnh nhau để giữ ấm. Bão tuyết không ngừng thổi tới dữ dội, khiến ai nấy đều lạnh tới nỗi run cầm cập. May mắn họ nghĩ ra được một chủ ý, dùng vali để chặn những lỗ thông gió lại. Như vậy mọi người mới có thể miễn cưỡng nghỉ ngơi. Nando, người bị chấn thương ở đầu, rơi vào trạng thái hôn mê. Thấy cậu ta vẫn còn thở, mọi người không nỡ bỏ lại. Vì thế đã để Nando nằm giữa để sưởi ấm. Cứ như vậy bọn họ qua được một đêm, sáng hôm sau họ chuyển toàn bộ thi thể ra ngoài, sau đó làm lễ siêu thoát cho họ. Đội trưởng Roberto thu gom toàn bộ số đồ ăn còn lại và bắt đầu lập kế hoạch. Bọn họ có tất cả 27 người sống sót, vì thế nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng thì khó lòng qua nổi. Khẩu phần ăn của mỗi người một ngày là một thỏi sô cô la và một ngụm rượu vang. Đêm đến, bão tuyết chôn vùi những thi thể bên ngoài. Những người sống sót có cụm lại với nhau để giữ ấm. Ai nấy đều hết sức tuyệt vọng. Hôm sau, thời tiết có dấu hiệu ấm lên, bọn họ bắt đầu làm tan chảy tuyết để làm nước uống. Nando sau thời gian dài hôn mê cũng đã tỉnh lại. Mẹ của cậu ta đã chết, em gái cũng bị thương nặng. Nando vô cùng đau lòng, nhưng cũng chỉ đành bất lực. Hôm đó, bọn họ bỗng nhiên nghe được tiếng máy bay, mọi người vui mừng cùng nhau hò hét. Nhìn thấy chiếc máy bay nhiều lần rung lắc, bọn họ cho rằng chắc chắn mình sẽ được cứu. Tối hôm đó ai cũng vui mừng tới nỗi mất ngủ, vì nghĩ rằng ngày mai là mình có thể về nhà. Để ăn mừng, họ quyết định phân phát toàn bộ chỗ thức ăn và nước uống còn lại. Sáng sớm hôm sau, mọi người đã tập trung bên ngoài chờ cứu viện, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc máy bay nào. Roberto mở hòm dự trữ ra kiểm tra thì bên trong đã trống rỗng. Anh ta thực sự nổi điên. Cho dù chiếc máy bay hôm qua thực sự phát hiện ra chúng ta, thì nếu giải cứu bằng đường bộ cũng phải mất vài ngày. Giờ mọi người đem đồ ăn dự trữ ra ăn hết, vậy thì chúng ta chẳng phải là ngồi chờ chết hay sao? Mọi người không ai đáp lời. Thực ra bọn họ đều hiểu rõ, chiếc máy bay kia không hề phát hiện ra mình. Nếu không đã sớm có đồ cứu viện gửi tới rồi. Tới ngày thứ 5, bọn họ tìm thấy một chiếc máy tín hiệu. Robert cố gắng dùng nó để nghe ngóng tin tức bên ngoài, thì biết rằng đội cứu viện vẫn chưa phát hiện ra họ. Vài người trong đoàn quyết định tự tìm đường sống. Bọn họ xuất phát đi tìm tin, chỉ có khởi động lại hệ thống liên lạc trên máy bay thì may ra mới có cơ hội sống sót. Một người trong đoàn bất ngờ trượt chân, sau đó tụt thẳng xuống dưới lớp tuyết. Đồng đội lập tức tới giải cứu anh ta, thì phát hiện bên dưới là vực sâu không đáy. Vượt qua cơn đại nạn, họ dừng lại nghỉ ngơi. Họ không thể lường trước được việc này lại khó khăn tới vậy, vì thế đã quay đầu trở về. Tất cả mọi người đều trở nên vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ bắt đầu nhớ tới người thân của mình. Lúc này, Nando cũng bắt đầu mở miệng nói chuyện với mọi người. Thì ra em gái của cậu ta không chịu nổi nữa. Nando cầu xin mọi người cho anh ở cùng cô bé thêm một đêm. Sáng sớm hôm sau, Nando đem thi thể em gái ra khỏi khoang máy bay, chỉ để lại cho cô bé chiếc áo khoác. Trong lúc đó, Roberto dựa vào chiếc máy thu tín hiệu mà có được tin tức mới nhất. Vì không thể tìm được tung tích, bọn họ đều bị kết luận là đã chết. Roberto chính thức gục ngã. Anh ấy không thể lãnh đạo mọi người nữa. Nando chính là người nhận trọng trách này. Cậu tập hợp mọi người lại và thông báo một tin mừng. Đội cứu hộ đã từ bỏ việc tìm kiếm. Vậy tiếp theo chúng ta có thể yên tâm tự cứu chính mình rồi. Đúng là tên ngốc, đây mà là tin vui gì chứ? Nhưng Nando lại không nghĩ như vậy. Anh nói mọi người phải tiếp tục tiến về phía trước mới có cơ hội sống. Có người hỏi rằng không có thức ăn thì di chuyển kiểu gì? Nando nói, có đấy, chỉ là mọi người không để ý thôi. Mọi người đều im lặng, hình như họ đã nghĩ ra điều gì đó. Thực chất thứ mà Nando nhắc tới chính là những thi thể ở ngoài kia. Một cuộc tranh luận nổ ra, có vài người thà chết không chịu, vài người lại đồng ý với Nando. Bọn họ tự an ủi chính mình, nếu như thật sự có linh hồn thì những thứ ngoài kia cũng chỉ là xác thịt bình thường mà thôi. Cuối cùng, bọn họ kéo nhau tập trung trước nơi chôn thi thể, nhưng không một ai dám ra tay. Roberto cuối cùng vì không chịu nổi cơn đói, anh cầm dao tiến về trước thi thể đã đông cứng, khó khăn lắm mới cắt được một miếng. Cuối cùng, Roberto cũng nhắm mắt đưa thứ đó vào miệng. Đã có người tiên phong thì cũng rất nhanh có người thứ hai. Chẳng mấy chốc, cơn đói đã khiến họ bỏ qua tất cả suy nghĩ trong đầu. Kế hoạch tiếp theo của họ chính là tiếp tục truy tìm phần đuôi máy bay. Tất cả những người ở lại đều cầu nguyện họ có thể tìm được pin về. Nhưng nhóm truy tìm một đêm rồi vẫn chưa trở lại. Roberto nói với Nando, không có đủ lương thực và nước uống, e rằng ba người kia lành ít dữ nhiều. Cảnh phim chuyển, nhóm ba người tìm kiếm đã lạnh cóng thành người tuyết, nhưng họ vẫn may mắn sống sót qua một đêm. Mặc dù không tìm được pin, nhưng họ tìm được thi thể của những người bị nạn khác.
Ngay khi mọi người định truy điệu cho nhóm tìm kiếm, bọn họ bất ngờ quay lại, cũng như đem theo hy vọng tới cho mọi người. Tối hôm đó, mọi người đốt hết những thứ còn lại để cùng nhau sưởi ấm. Nửa đêm, bên ngoài bỗng dưng xuất hiện tiếng động lớn, là một trận nổ núi. Tất cả mọi người trong khoang máy bay đều bị chui vùi dưới lớp tuyết. Đêm hôm đó, có 8 người không may mắn gặp nạn. Khi trời sáng, mọi người cùng nhau làm sạch lại khoang máy bay, sau đó chuyển từng thi thể ra bên ngoài. Bọn họ một lần nữa cầu nguyện cho người đã khuất. Ngày thứ 50, chỗ thịt đã không còn đông cứng như trước. Nando và Roberto đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ để đội tìm kiếm có thể xuất phát thêm lần nữa. Nhưng trong lòng Nando còn có một mục tiêu lớn hơn. Nếu không tìm được đuôi máy bay, cậu ta sẽ chinh phục đỉnh núi. Trước khi chia tay, Nando lấy ra một đôi giày nhỏ màu hồng. Cậu ta giữ một chiếc, để lại cho đồng đội một chiếc. Đồng thời nói với mọi người rằng, khi đôi giày nhỏ này tái hợp, chính là ngày họ được về nhà. Tiếp đó, đội tìm kiếm chính thức lên đường. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được tung tích của đuôi máy bay. Trong những chiếc vali không chỉ có quần áo sạch, mà còn có cả sô cô la, kem đánh răng, thậm chí còn có cả truyện tranh. Tối hôm đó họ ngồi bên đống lửa, vui vẻ tận hưởng cuốn truyện. Nhưng tới lúc quay trở lại, thì vấn đề mới lại phát sinh. Cục pin quá nặng, chiếc vali không thể nào chứa nổi nó. Không còn cách nào khác, họ chỉ còn cách trở về nơi trú ẩn, đem theo Roy, người am hiểu về thiết bị điện cùng với máy phát tín hiệu đi cùng. Nhưng sửa chữa cả nửa này, máy phát tín hiệu vẫn không hoạt động. Xem ra giải pháp này của họ không ổn lắm. Khi họ quay lại khoang máy bay, trời đổ một cơn bão tuyết lớn, khiến việc di chuyển của họ gặp vô số khó khăn. Roy cơ thể yếu ớt nên rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau. Anh ta không còn sức để bước thêm bước nào nữa, nhưng họ cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nando không nỡ bỏ lại đồng đội, vì thế đã bảo hai người kia đi trước, còn bản thân ở lại với Roy. Khi Roberto về tới nơi trú ẩn, toàn thân đã đóng băng. Họ gấp rút cử một người ra ngoài tiếp ứng Nando, nhưng mãi mà vẫn không thấy cậu ta trở lại. Đột nhiên, giữa cơn bão tuyết, Nando xuất hiện. Trên tay anh đang ôm chặt người đồng đội Roy đã cạn kiệt sức lực. Ngày thứ 71 sau tai nạn, tuyết đã bắt đầu tan chảy, nhưng mọi người hầu hết đều đã buông bỏ. Có người thì đôi mắt trở nên vô hồn, có người thì khùng khùng điên điên không chịu nói chuyện. Ở đây một thời gian dài như vậy, suy sụp hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ bắt đầu dùng gối và dây để làm thành những túi ngủ. Nando cho rằng đã đến lúc xuất phát rồi, nhưng Roberto không đồng ý với điều này. Anh ta cho rằng việc vượt qua những dãy núi cao này là bất khả thi. Đúng lúc hai người tranh cãi, một đồng đội nữa của bọn họ lại qua đời. Nando quỳ xuống trước mặt Roberto. Xin anh, trước khi chúng ta đánh mất hoàn toàn cơ hội, hãy thử một lần. Roberto đã bị thuyết phục, đoàn do thám ba người lại lên đường. Lần này không ai có thể ngăn cản quyết tâm của họ. Trước khi đi, đồng đội nhắc nhở Nando về lời hứa lúc trước, cũng như nói với anh nhất định phải quay trở lại. Ba người vất vả trèo lên từng ngọn núi, đêm đến thì ngủ tại vách đá. Nhưng khi vượt qua được một dãy núi cao, thứ chờ đợi họ lại là một ngọn núi cao hơn. Không có công cụ hỗ trợ, mỗi bước đi của họ đều hết sức khó khăn. Roberto bất ngờ trượt chân, cả người lơ lửng giữa vách núi. Nando bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu Roberto lên. Sau đó cả ba người họ không hẹn mà đồng thanh một câu: thật là khó quá đi mà. Tại một sườn núi, Roberto vô tình phát hiện ra một vệt đen. Anh ta cho rằng đó là một con đường, nhưng Nando lại cho rằng họ phải tiếp tục trèo lên cao hơn. Hai người bắt đầu nảy sinh xung đột. Nando quyết định tự mình trèo lên đỉnh núi xem xét. Khi anh ta trèo lên được đỉnh núi, lập tức gọi Roberto đến để kiểm tra và nói rằng ở đây có cái hay lắm. Roberto hùng hục trèo lên, nhưng vừa lên tới nơi, anh ta đã vô cùng tuyệt vọng. Chẳng có cái thành phố nào hết. Sau một dãy núi cao, lại là một dãy núi khác, vô cùng vô tận, không có một chút hy vọng nào. Roberto hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, chỉ có Nando là vẫn tràn đầy tự tin. Anh ta chỉ tay về phía một ngọn núi xa xa và nói rằng thấy một màu xanh ở nơi đó. Roberto lắc đầu, anh cho rằng bọn họ không thể nào đi thêm 50 dặm nữa. Nhưng Nando cho rằng nếu cần thiết, anh ta có thể đi thêm 100 dặm nữa. Chúng ta đã vượt qua biết bao cái bất khả thi để đến được ngày hôm nay. Tôi rất tự hào vì có một người bạn như anh. Đứng dậy đi, dù có chết, chúng ta cũng phải chết trên đường đi. Sự quyết tâm của Nando đã khiến Roberto lung lay. Vì để tiết kiệm lương thực, hai người họ quyết định để người bạn còn lại quay về. Họ hỗ trợ nhau, cổ vũ nhau, để sẵn sàng đối mặt với bất kỳ sóng gió nào phía trước. Với quyết tâm cao độ, họ đã thoát ra khỏi được núi tuyết, chạy tới được một khu rừng có người sinh sống. Đã rất lâu rồi họ mới được uống thứ nước ngon ngọt như vậy. Trên khoang máy bay, mọi người đều đã sẵn sàng chấp nhận cái chết. Nhưng đúng vào giây phút đó, dường như họ đã nghe được một âm thanh quen thuộc, là tiếng trực thăng hạ cánh. Bọn họ chạy ra ngoài xem, thật sự không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Nando mở cửa trực thăng ra và tươi cười nhìn về phía mọi người. Trước ngực anh ta là đôi giày đỏ, tượng trưng cho lời hứa của mình. Cảnh tượng này thật khiến người ta khó kìm được nước mắt, giọt nước mắt của niềm vui, sự hạnh phúc và khao khát sống mãnh liệt.